Baby, nếu mà baby trẻ nhỏ cũng đi tắm cho mấy quả bóng vào, cho xà bông vào để cho nó thích chơi. Nhiều đứa nó nhạt tắm, nó không thích tắm, dụ dỗ nó bỏ mấy quả bóng, bỏ đổ nước cho xà bông vào cho nó chơi, cho nó có hứng thú. Nó nhiều đứa nó không thích tắm. Đây, đổ nước vào cái bồn xong này, xà bông vào, xà bông có nhiều loại, xà bông có màu, có bọt, bỏ mấy cọc quả bánh quả bóng vào cho nó chơi, cho nó tắm, nó chịu tắm. Mình mua mấy cái bột này về, bột xà bông tắm có màu, nước xà bông. Mình mua mấy cái loại này về đổ vào trong cho nó tắm màu để nó thích. Cái này đổ vào trong cho nó chơi. Đây đủ các loại. Hôm nay màu này, hôm nay khác màu khác. Cho vịt uống á. Đổ vào là nó thích chơi, nó tắm nó chơi. Nhiều đứa nhá, nó lười tắm, nó không thích tắm, nó dụ dỗ nó. Mua cái tấm gỗ này bắc qua cái bồn tắm trong này, ở trên này bồn nước nó đơn giản, dưới này tháo nước cho nó chảy xuống dưới vào cái lỗ đấy, cái mình nghĩ là tháo nước cho nó chảy xuống dưới. Còn cái mua cái gì ạ, mua cái tấm gỗ bắc qua cái bồn tắm. Nước đỏ bóng phát là cho con vịt uống nước á.